Ngày hôm nay 11 tháng 6 là tới kỳ điều hành giá xăng dầu trong nước tiếp theo. Tuy nhiên, kỳ điều hành này rơi vào ngày thứ 7 và là ngày nghỉ, nên Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ lùi thời gian điều chỉnh giá xăng dầu sang ngày thứ 2, tức ngày 13 tháng 6. Theo tính toán, thì giá xăng trong nước cập nhật đến ngày 9 tháng 6 thấp hơn giá xăng thế giới từ 700 đến 1.000 đồng một lít. Giá dầu trong nước thấp hơn giá dầu thế giới từ 1.500 đồng đến 2.000 đồng một lít. Do đó, tại kỳ điều hành ngày 13 tháng 6, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu, mỗi lít xăng trong nước có thể tăng thêm khoảng từ 700 đến 1.000 đồng một lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có thể vượt 32.000 đồng một lít, còn giá dầu diesel trong kỳ điều chỉnh ngày 13 tháng 6 sẽ tăng mạnh trên dưới 2.000 đồng một lít. Nhằm giúp người lao động hạn chế được rủi ro về tài chính, xây dựng và bảo đảm cuộc sống, tại hội thảo Tương lai nào cho người lao động nhìn từ góc độ an toàn tài chính và an sinh xã hội, các chuyên gia và các cơ quan chức năng đã cùng nhau bàn luận và đề xuất nhiều giải pháp. Các chuyên gia nhận định, hiện nay trước những rủi ro về việc làm, thu nhập, sức khỏe, nhất là sau đại dịch COVID-19, nhiều lao động khó khăn về tài chính, an sinh, nhiều lao động đã chọn rút bảo hiểm xã hội một lần để bảo đảm cuộc sống. Do đó, để người lao động an tâm làm việc, các chuyên gia kiến nghị chính phủ sớm ban hành nghị định, điều chỉnh tăng tiền lương tối thiểu vùng, đồng thời kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền tăng cường quản lý giá mặt hàng thiết yếu, tránh đầu cơ, găm hàng, lợi dụng tăng giá, trục lợi. Bảo hiểm xã hội Việt Nam nghiên cứu, đề xuất bổ sung thêm chế độ dành cho trẻ em là con của người tham gia bảo hiểm xã hội để thu hút người lao động tham gia, bảo đảm an sinh khi hết tuổi lao động. Thời gian vừa qua, có thể thấy giá vàng trong nước cao hơn giá vàng trên thế giới, có thời điểm lên đến 19 triệu đồng một lượng. Cùng với đó, thì giá vàng miếng SJC so với giá vàng miếng của các thương hiệu khác chênh lệch khá nhiều. Điều này thì tiềm ẩn nhiều rủi ro cũng như hoang mang cho nhà đầu tư. Trước thực trạng đó, thì trong kỳ họp thứ 3 của Quốc hội khóa 15 đang diễn ra, thì một số đại biểu Quốc hội đã đặt vấn đề, phải chăng là việc độc quyền một thương hiệu vàng SJC là nguyên nhân dẫn đến giá vàng miếng tăng cao? Và sau đây là phản ánh của phóng viên Truyền hình Nhân dân. Mời quý vị cùng theo dõi. Giá vàng có nhiều biến động khó lường, người mua vàng trong nước lúc này phải đối mặt với rủi ro kép. Một là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, hai là chênh lệch giữa giá mua và bán. Cái biến động giá vàng Việt Nam thì theo xu hướng quốc tế, nhưng mà khi mà giá quốc tế lên cao thì là người ta phải mua với giá cao. Giá vàng có xuống, vì như vậy cho nên người ta chưa bán vì cái giá thấp hơn theo giá quốc tế. Hệ lụy của việc này đã hiện hữu, trước hết là rủi ro thua lỗ đối với nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Mặt khác, mức chênh lệch nhiều sẽ khiến vàng lậu tràn vào, tác động lên tỷ giá, cần phải có biện pháp giảm mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới. Ngân hàng nhà nước nên có phương án rồi thì nên thực thi cái phương án mà nhập khẩu vàng nguyên liệu về sản xuất vàng SJC để cung cái thị trường, rút ngắn cái chênh lệch khoảng cách giá vàng quốc tế và vàng trong nước. Để hạn chế những rủi ro này, cũng như chống việc độc quyền thương hiệu vàng quốc gia, cần phải tìm giải pháp cho hoạt động đầu tư kinh doanh vàng trong nước. Đầu tiên chúng ta phải xác định là người dân có quyền sở hữu đối với vàng miếng hay không. Nếu mà có quyền sở hữu vàng miếng thì có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận cái việc giao dịch. Tức là có việc mua bán hàng hóa và coi đó là hàng hóa. Mà bây giờ chúng ta phải có cái góc nhìn nhận là gì? Đó là hàng hóa và cho phép giao dịch. Nhưng chúng ta tìm các giải pháp để hạn chế cái việc coi nó là tiền, coi nó là cái vật ngang giá để trao đổi hàng hóa dịch vụ. Do vàng là một loại hàng hóa đặc biệt nên cần có những đánh giá phân tích tác động kỹ lưỡng để có những điều chỉnh hợp lý minh bạch hoạt động kinh doanh vàng trong nước. Thưa quý vị, thời tiết hiện đang thuận lợi cho cây vải thiều ra hoa, đậu quả với tỷ lệ từ 70 đến 90%. Dự báo các vùng trồng vải năm nay thì sẽ cho sản lượng tốt và việc cần làm nhanh chóng là triển khai tại các địa phương này, đó chính là xúc tiến tiêu thụ quả vải và tránh tình trạng vào chính vụ, nông sản được thu hoạch ồ ạt, dẫn đến khó khăn trong tiêu thụ. Dự kiến vụ vải năm 2022, toàn huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang sẽ thu hoạch hơn 95.000 tấn vải, trong đó có hơn 74.500 tấn vải chính vụ. Ngay từ đầu vụ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp về nâng cao chất lượng sản xuất quả vải, trong đó đẩy mạnh về cấp mã vùng trồng cho các vùng áp dụng đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Chúng tôi đã tập trung cao, khâu đầu tiên là tập trung cho nâng cao chất lượng sản phẩm trái vải thiều. Huyện đã thành lập các cái tổ công tác xuống tận cơ sở, mở nhiều lớp tập huấn để bồi dưỡng, thực hiện thật tốt cái quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gap và Global Gap, và nhất là những cái vùng để xuất khẩu sang cái nước có cái thị trường cao cấp.
Bên cạnh đó, việc mở rộng tiêu thụ tại thị trường trong nước cũng được địa phương này chú trọng. Vừa qua, huyện Lục Ngạn cũng đã ký kết với Hiệp hội Dệt may Việt Nam để đưa quả vải vào tiêu thụ trong các suất ăn của hơn 15.000 doanh nghiệp với khoảng 3 triệu công nhân lao động trong ngành này. Hiện nay tại tỉnh Ninh Bình, dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp trở lại. Tất cả các huyện, thành phố đều có các ổ dịch chưa qua 21 ngày. Ngành nông nghiệp tỉnh Ninh Bình đang triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch tả lợn châu Phi nhằm hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động chăn nuôi, thu nhập của người dân và nguồn cung thực phẩm. Tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, từ ngày 25 tháng 4 đến nay, trên địa bàn huyện đã có gần 2.500 con lợn bị chết và tiêu hủy thuộc 19 trên 21 xã. Huyện Gia Viễn đã tiếp nhận và cấp 3.500 lít hóa chất cho các xã thị trấn để thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc môi trường. Gia đình tôi năm nay chăn nuôi rất khó khăn, dịch tả châu Phi càn quét không còn một cái gì cả. Nên là gia đình rất mong đảng và nhà nước, các chính quyền hỗ trợ giúp bà con chăn nuôi cho nó đỡ được phần nào đó. Từ cuối tháng 4 đến nay, dịch tả lợn châu Phi tại Ninh Bình diễn biến phức tạp, trở lại ở gần 60 xã thuộc 8 huyện thành phố với trên 4.000 con lợn mắc bệnh. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng dịch bệnh gia tăng trở lại là do điều kiện thời tiết thay đổi bất thường, nhân lực và kinh phí phòng chống dịch bệnh ở cấp xã còn nhiều khó khăn. Để hạn chế các cái mầm bệnh phát tán ra ngoài môi trường, để ngăn không cho lây lan vào các cái cơ sở chăn nuôi lớn, và đặc biệt là chúng tôi cũng đã khuyến cáo người dân là hạn chế tái đàn trong thời gian địa bàn đang có dịch bệnh chưa qua 21 ngày. Để khẩn trương kiểm soát, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện rộng, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Ninh Bình đề nghị các địa phương chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhất là qua hệ thống truyền thanh các cấp về tính chất nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn châu Phi và kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Nhiều đoạn trên quốc lộ 19C song song với đường sắt Bắc Nam từ huyện miền núi Đồng Xuân lên huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định đang bị sông Kỳ Lộ uy hiếp. Nhiều nơi bị sạt lở, sạt ta luy âm và đất sản xuất của người dân thì ngày càng bị dòng sông xâm thực. Giao thông đường bộ, đường sắt bị đe dọa, chính quyền địa phương không khỏi lo lắng, nhất là mùa mưa lũ sắp tới. Nhưng chưa thấy ngành chức năng có những biện pháp khắc phục. Phía tây cầu Cây Sung thuộc xã Xuân Long, huyện miền núi Đồng Xuân, sông Kỳ Lộ thuộc tỉnh Phú Yên đã và đang tiếp tục xâm thực sâu nhiều đoạn dài hàng chục mét, chỉ còn cách quốc lộ 19C chừng 3 mét. Đây cũng là vị trí lũ xoáy mạnh gây sạt lở nghiêm trọng nhất, khiến cả chính quyền địa phương và người dân lo lắng. Kia thì nó bị tắt dòng, nó bị kẽ ở bên đây. Hiện đây thì nó sôi lở gây sạt lở vô cái quốc lộ 19C đây. Là nếu như mình không có giải pháp mà khắc phục bên kia ấy, chính cái dòng qua bên kia nạo vét ấy, thì có khả năng là năm 22 sẽ tiếp tục nó sẽ xối lở vô cái khu vực phía bên đây. Quốc lộ 19C là tuyến xương sống nối ba huyện miền núi của tỉnh Phú Yên với đồng bằng và các tỉnh Tây Nguyên. Đây cũng là con đường huyết mạch vận chuyển hàng hóa, nông lâm sản, góp phần giảm lưu lượng phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến quốc lộ, đặc biệt là quốc lộ 1 qua các tỉnh Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thế nhưng nhiều năm qua, chỉ cần một trận mưa lớn, đường qua cầu Cây Sung lại bị ngập, gây ách tắc giao thông và sói lở bờ. Chúng ta phải có cái phương án để mà nạo vét kịp thời. Nó còn nguy hại hơn là cái dòng sông Kỳ Lộ. Dòng sông Kỳ Lộ nó chỉ ảnh hưởng hai bên bờ thôi. Còn đây là ảnh hưởng tới quốc lộ 19C. Nó cách nhau chỉ có 1-2 mét thôi. Cho nên là cái việc mà nạo vét để mà chính trị dòng sông, giảm được cái mức độ thiệt hại, vấn đề ngập úng, và cái quan trọng nữa là đảm bảo cái tuyến giao thông cho cái quốc lộ 19C trên địa bàn huyện. Mùa mưa sắp tới, quốc lộ 19C sẽ tiếp tục bị uy hiếp nặng hơn nếu không có giải pháp nạo vét lòng sông, xây kè khẩn cấp để thoát lũ, chống sạt lở. Giao thông đường bộ và đường sắt tại khu vực trên rất có thể bị ảnh hưởng bởi lũ ống, lũ quét, gây nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông và ngày càng mất đất sản xuất của người dân nơi đây.